Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thời gian vừa qua những vi phạm pháp luật tại tỉnh thất Bồng Lai sau đổi tên thành Thiền An bên bờ vũ trụ ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An gây bức xúc trong dư luận. Nhằm đảm bảo quyền trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Quỹ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố ra soát việc đăng ký, cấp phép hoạt động các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, các quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương tiến hành việc trà soát, việc tiếp nhận, quản lý các đối tượng trẻ em được chăm sóc nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội. Đối với việc dẫn động xã hội, tiếp nhận sử dụng các nguồn vận động xã hội của các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện cho việc chăm sóc nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em, các địa phương tiến hành kiểm tra để đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định của pháp luật đặc biệt bộ lao động thương binh và xã hội yêu cầu các địa phương thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm kịp thời các vi phạm pháp luật về tổ chức hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội quỹ từ thiện chăm sóc nuôi dưỡng hỗ trợ trẻ em không để tình trạng vi phạm trục lợi kéo dài